Sau công diễn 1, 24 chị đẹp được chia thành 6 nhóm tiếp tục cuộc sống nhà chung và tập luyện cho công diễn 2 với chủ đề Thủy Triều. Trong tập này, màn hóa trang của 24 nữ nghệ sĩ đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi chia sẻ câu chuyện về người thân, cuộc sống. Theo đó, Lưu Hương Giang đã hóa thân thành con gái. Cô tiết lộ, mình cảm thấy con gái bắt đầu lớn và rời xa mình. Có nhiều điều hai mẹ con không hiểu nhau. Con gái nói mẹ thay đổi và không còn thương con như trước nữa. Thông qua màn hóa trang đặc biệt này, Lưu Hương Giang muốn nói với con gái về mong muốn có nền tảng vững chắc cho con, gia đình và tình yêu của nữ ca sĩ dành cho con chưa bao giờ vơi đi. Còn Hương Ly gây xúc động mạnh khi chọn ba để hóa trang. Ba Hương Ly là thượng tá, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Hóa, hoạt động tại đoàn văn công bộ đội biên phòng. Ông là người định hướng và truyền cảm hứng cho Hương Ly theo đuổi con đường nghệ thuật. Hương Ly cũng gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến ba, dù hai cha con giận nhau hơn một năm và mới làm lành. Khổng Tú Quỳnh cho biết, gia đình không muốn cô theo đuổi nghệ thuật. Cách đây vài năm trước, mẹ muốn em từ bỏ nghệ thuật và sang nước ngoài định cư. Khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa em và ba mẹ là gay gắt nhất. Cô cho hay, hiện ba mẹ đã ủng hộ và mong muốn nữ ca sĩ sống nhẹ nhàng, thoải mái nhất.